xin kính chào các bác quay trở lại kênh Vùng Trời Tây Bắc của Vương. Hôm nay là Vương quay trở lại chỗ nhà ông Vành bị cụt chân, dẫm phải mìn và người vợ bị điên và nuôi một đứa con nhỏ ở trong rừng các bác nhé. Đó thì Vương vừa về đến đây thì thấy ông đang đi lấy cái vỏ cây về, không biết là để làm lán hay là như thế nào đấy. Ông mang về để làm gì hả ông? Mang về để lập cái nhà á? Ôi trời ơi, vừa đến đây tình cờ thấy ở kia còn có mấy cái vỏ nữa. Ôi khổ thế này. Ông Tiên này, Tiên bê xuống cho ông một tí đã. Ông nghỉ một tí đã đi ông ơi. Ông Tiên bê xuống à. Bê xuống cho ông nha. Ôi trời ơi, nặng như thế này. Đấy các bác nha, có thể là đôi khi ghi hình nhiều bác cũng còn thứ đã xong rồi còn cái kia đấy cơ mà. Đồ một tí lên lấy à? Cầm cái đèn xuống. Không, anh bảo là nghỉ lại ở đây nói chuyện với ông một tí đã. Em cứ tháo cái đồ kia ra đi. Tí nó xách cái đồ kia xuống. Thế là ông mang về lập nhà á? Lập cái tầng ấy. À. Hôm đấy đi phòng mưa thì lấy lập. Đấy như thế này đấy các bác. Khổ thật đấy. Hôm nay là cháu đi lên đây là cháu mua cho ông cái đèn năng lượng mặt trời này. Đi lên đây là không thấy ông có đèn đóm gì ở trong lều cả ông nhá. Ông có biết cái đèn năng lượng mặt trời này không? Đấy thì Vương vâng, chưa dùng qua đúng không? Thì là Vương đấy, có chị Hoa cũng gửi cho ông là 1 triệu và dặn Vương mua mì tôm rồi mắm muối mì chính cả khô. Là Vương mua đầy đủ về đây chị Hoa nhá, cùng toàn thể các bác gửi tiền hỗ trợ cho nhà ông Vành. Đấy thì là Vương cũng xin thông qua với các bác là từ hôm Vương đi lên đây ghi hình chia sẻ về hoàn cảnh của ông Vành ấy thì nói chung là cũng chưa được sự quan tâm nhiều, cũng chỉ được 2,4 triệu thôi. 2,4 triệu thì mấy cái hôm vừa rồi ấy, Vương lên ấy, Vương mua 3,5 cân 4 cân thịt đấy, rồi là bánh kẹo cho cái cháu nhỏ kia đấy, thì còn khoảng 2 triệu. 2 triệu ấy, thì sáng nay Vương lại mua cái đèn năng lượng mặt trời này, mắm muối mì chính mì tôm này đấy, tiền của ông Vành ấy thì bây giờ hiện tại bây giờ là tầm khoảng còn khoảng 700-800 nữa các bác nhá. Đây là một cái hoàn cảnh rất là khổ như thế này, cái cuộc sống thực tế là như thế này rồi. Đấy, một người đàn ông 64 tuổi rồi, chân bị cụt một chân như thế này mà vẫn phải đi làm. Đấy, nuôi hai bà vợ, đấy, một bà vợ cả này, cũng lọm khọm già lắm rồi, hơn 70 tuổi rồi. Và một cô vợ này, cứ gọi là vợ bé đi. Đấy. Thì nhưng mà chị bị điên là ông kêu mang, hai mẹ con đi lang thang là ông kêu mang về. Đấy, bây giờ ở một cái túp lều rất là khổ. Thì hôm nay là đi lên đây thì cũng rất là tình cờ để gặp ông. Ông bỏ đi lấy cái vỏ cây mang về lập nhà. Ông mang về lập ở trên cái nóc cái lều ấy gì. Đấy, còn kia còn một đống nữa kìa. Ông đang chuyển dần. Đấy thì là thôi được rồi bây giờ ấy. Thì là đây cũng còn cả đồ nữa cơ. Thì em Tiên sẽ xách cái này. Đấy, còn ông thì ông cứ Tiên nâng lên cho ông để ông vác cái này, bởi vì đây là cuộc sống thực tế của ông. Chứ các bác đừng nghĩ là anh em Vương đến mà không giúp nhá. Nếu mà anh em Vương không đến ấy, thì ông cũng vẫn là làm bình thường cái cuộc sống của ông như thế thôi. Đấy thì em nâng cái này lên cho ông. Hay là bình thường ông khác tự nâng như thế nào để yên. Để cho các bác được xem là một người đàn ông cụt chân nghị lực như thế nào, tự làm tất cả mọi thứ. Đấy, Vương muốn ghi hình chi tiết để cho các bác nắm được. Đấy. Đây cái nặng đây. Cái nặng bằng gỗ luôn các bác nhá. Đây em cầm đồ ấy xuống. Đây ông để trên vai như thế này. Không mang tất thì mang đi cho ai nữa.
Ôi lùa ơi, con rắn này. Anh tí nó dẫm vào con rắn luôn. Ôi trời đất ơi, Vương giật cả mình luôn. Nó ở kia. Các bác nhìn những cái hình ảnh này quá là đáng thương luôn. Đấy, người vợ thì có biết làm cái gì đâu, kiểu là cái thần kinh không ổn định ấy các bác. Đấy, kia bà vợ kia gặp với ai thì lúc nào cũng cười như là rất là vui vẻ, mà đâu hiểu là người chồng khổ như thế này đây. Đấy, cái đứa này này gần 7 tuổi chưa đi học này. Đấy, cái thằng này thì nó nghịch kinh khủng khiếp luôn đấy các bác ấy. Vừa nghĩ là ông cũng chịu không bảo nổi đâu. Đấy, ông có một con trâu với một con nghé. Còn cái bà vợ bên kia thì cứ đi lang thang thôi. Đấy, cứ làm nhảm thôi. Ù, cái đoạn này nhìn nguy hiểm quá. Đây, ông đang làm dở đấy các bác nhá. Đây này, các bác nhìn thấy chưa, ông đang đào đất để mà đổ vào kia kìa, cái tường kia kìa. Mình chân tay như này đi hiện tại thấy khiếp rồi, thế mà ông đi như này. Ôi trời ơi, rồi à, ông mang về giải ở trên này đúng không? Giải ở cái chỗ này đúng không? À, đây ông mang về giải ở trên này này. Đây các bác nhá. Đấy. Đây trên này chỉ che bằng một cái bạt như này thôi. Đây, Vương sẽ ghi hình chi tiết cho các bác được thấy. Đây. Ông còn lấy cả đất về. Đây là đất này. Mang về để dã vào đây này. Đấy, còn cái đòn để giã đây, như kiểu cái chày giã đây. Rồi, quá khổ luôn các bác ơi. Đây, ông đang đào kia. Ông đào từ bao giờ đây? Thế bây giờ ông lập kiểu gì đấy? Ông thử lập cho con xem nào. Vâng, ông lấy cái vỏ cây kia lập kiểu gì đấy? Không thể tưởng tượng được các bác. Ôi trời. À, lập như thế này à? Để cho nước nó không chảy vào nhà gì? Ông làm đi để con xem nào. Cái này thì chị rửa tay. Nó còn tường ở trên này nữa. À, bây giờ còn dã tường cho nó cao lên bằng này nữa gì? Cao bằng này nữa. À, ui, thế này thì... À, ông bảo là dã cái tường đất này cao bằng cái cây kia. Trời ạ. Thế này đi. À. Nay mà chẳng may mà trượt chân mà ngã xuống đây thì không biết là kiểu gì đây. Đấy, cái bà vợ thì cứ đi lại lẩm bẩm. Ôi trời. Ông cứ làm đi, ông làm đi để con xem nào. Để cho các bác được xem thực tế. Cả một cái nhà đất như thế này là ông các tự dã. Thằng cu này này, ui giời, nghịch lắm. Đấy, và Vương cũng chia sẻ với các bác luôn một cái câu chuyện như này. Và tí nữa Vương cũng sẽ hỏi ông luôn để cho các bác nắm được. Là nhiều bác nói bảo là ông chắc là ham lấy vợ trẻ ạ. Thì là ông khổ ông phải chấp nhận. Thì Vương xin thưa với các bác là như này. À, đấy, để đầu tiên ông ơi, cho con hỏi một tí đã. Thì có nhiều người ấy, người ta không thông cảm được cho ông ấy. Người ta nói ông bảo là ông ham lấy vợ trẻ. Thì ông trả lời như thế nào?
Lấy thì lấy nó, còn trẻ thì nó làm được, còn vợ già thì không làm được, nó chỉ ở nhà trong nhà thôi mà. Thì nhưng mà nếu mà lấy vợ trẻ thì phải lấy cái vợ nó không bị làm sao đúng không? Nhưng mà nó không bị làm sao thì còn làm được. Làm được nhưng mà nó lại không, cô Trứng này họ không lấy. À, có nghĩa là vợ của ông thì già rồi không làm được, thì ông cũng muốn là lấy vợ hai. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà cái người mà nó thần kinh nó ổn định ấy, nó người bình thường thì nó lại không lấy ông đúng không? Thì chỉ lấy cái bà vợ này là bị kiểu là không ổn định ấy đúng không? Thì mới lấy ông. Đấy các bác nhá, các bác. Và có một cái câu hỏi nữa là có phải là ông lấy chị này là vì cái cháu nhỏ này không? Có nghĩa là ông cũng muốn nuôi để lớn lên sau này thì có thể là cái cháu nhỏ này lại nuôi lại ông ấy. Liệu có phải như thế không? Phải á? Không làm được rồi thì có con đấy nó sẽ lớn lên giúp được. À. Thế thôi mà. Sau này không đi làm được, không có con thì nó... Đấy các bác đã có cái câu trả lời nhá. Là ông lấy người vợ cả là nhiều hơn ông chục tuổi là không có con. Đấy. Thì là Vương cũng muốn là đi sang nhà vợ cả để nội dung sau các bác nhá. Để cho các bác được xem về cái hoàn cảnh của ông Vành. Và những cái gì mà Vương đến đây ghi hình, chia sẻ rất là trung thực những cái hình ảnh thực tế của ông Vành như nào. Là Vương chia sẻ đúng như vậy. Đấy, không lệch một tí nào các bác nhá. Đấy, còn nếu như bác nào và thông cảm được cái hoàn cảnh của ông Vành, cũng như là muốn lên đây thăm ông Vành để mà thăm cũng như là trải nghiệm cái cuộc sống của ông Vành ấy, thì các bác liên hệ với Vương. Vương đưa các bác đến tận đây đấy, để xem là những cái gì mà Vương truyền tải hình ảnh lên có đúng sự thật là như thế hay không. Đấy, còn cái câu hỏi của các bác thì ông Vành cũng đã trả lời rồi. Đấy là vợ ông già rồi, vợ cả ấy già là không làm được gì nữa. Với cái thứ hai là không có con. Thì là ông thì cũng gọi là muốn lấy một người vợ nữa để đỡ đần ông các bác nhá, để đỡ đần ông trong công việc. Nhưng mà ông muốn lấy một người bình thường, nhưng mà ông bị cụt chân như này thì cũng chả ai, cái người bình thường không lấy ông đúng không? Đấy, thế là ông mới phải bắt buộc phải lấy cái chị kia. Chị kia để bị thần kinh không ổn định. Đấy, với cái thứ hai nữa là ông là muốn lấy chị này một phần là cũng vì cái đứa con này nữa, vì đứa con là làm sao là ông muốn là nuôi cái đứa con này lớn để sau này ông có thể là nhờ vả được về cái lúc không còn làm được nữa đúng không? Đấy, đấy, đây là cái câu trả lời chính xác luôn. Mà trước đây là một hai cái nội dung là Vương chưa hỏi, nhưng mà Vương trong đầu Vương cũng đã nghĩ ra cái chuyện này rồi, nhưng hôm nay Vương muốn cho các bác được nghe thực tế. Đấy, và một cái cuộc sống như thế này và ông Vành có xứng đáng để được giúp hay không thì là các bác nhìn ở trong những cái nội dung Vương truyền tải thì có lẽ là các bác cũng có thể thấy được cuộc sống quá khổ thôi. Đấy. Thì Vương cũng chỉ có cái mong muốn là được các bác chung tay cũng như là hỗ trợ về ông Vành các bác nhé. Đấy, một người năm nay 64 tuổi cụt một chân như thế này mà vẫn cứ phải lao động như thế này để đi vác từ cái vỏ cây về che cái ngôi nhà đất này. Đây, ở trong này thì như thế này đấy các bác. Đấy, trong này như thế này đây. Đây, mưa là dột hết vào. Ông cũng phải nói là vượt qua chính mình đấy, quá nghị lực luôn. Như ông cũng chia sẻ bảo là nếu ông không làm thì cũng chả ai giúp, thì cũng bắt buộc phải làm thôi, đúng không ông? Đấy, như ông cu này thì rất là nghịch này. Như các bác có thể nhìn thấy thì cái ông này khi nào lớn thì cũng chả biết là có nhờ được cái gì không. Đấy, nhưng mà ông có một cái suy nghĩ và ông mong muốn là nuôi cái đứa này nó lớn để sau này ông không làm được, ông còn nhờ vả vào cái đứa này. Đấy các bác nhá. Đấy, một cái câu trả lời cho các bác là như vậy. Đấy, ông cứ làm đi. Ông làm để cho con xem nào. Bình thường ông làm như thế nào để cho các bác khán giả được xem luôn. Đấy, một mình khắc quốc. Một mình khắc quốc như thế này. Ui, đi ra để bố làm thế nào không, tí chẳng may là vào một cái thôi là nguy hiểm lắm. Đấy, như các bác xem đây,
Quá là nguy hiểm, quá là đáng thương các bác nhé. Đấy, còn trường hợp này mà có thể là các bác do dự đắn đo đấy thì Vương cũng không biết làm như thế nào được. Còn Vương cũng chỉ là người đi kết nối thôi. Đấy, đi đâu chân thì một chân như này, hai cái nạng nữa. Mình là người bình thường mình đi như thế này thì còn đã khó rồi. Ôi ông đút cái đấy vào để ghép ván à? Cái này nó mới rơi xuống. À. Chỗ người dân thì không có xi măng xây nhà thì người ta nó thành tường như này thôi. Vâng. Là từ ngày xưa đến đây. Đây này. Đời nào nó là thế. Ờ, em bỏ cái đèn năng lượng mặt trời kia ra. Cho lên cái chỗ kia là xong rồi kéo dây xuống nhà đi. Xem cái dây nó dài bao nhiêu thì tự ước lượng tự làm đi. Đấy, bây giờ một chân này mà trèo chẳng may mà tụt một phát xuống đây thôi là không biết là đây là ông lại ghép ván lại giã đây đúng không? À đây nhá các bác nhé, các bác cũng sẽ được xem trực tiếp luôn là cứ ui, sợ quá. Đây ông còn lấy cái này làm cái quả dọi để cân tim ấy. Đây này, đây là cái quả dọi, có phải không? Bây giờ nếu như ông vành ông ấy như này, chỉ mong là được cái sự quan tâm chung tay hỗ trợ của các bác. Nếu như mà giúp ông ấy làm được một cái túp lều nhỏ đó ở bên trên đường như giờ các bác nhé, để ông ấy di chuyển đi lại những cái ngày nắng mưa cho nó dễ, đặc biệt nữa là nhà không bị dột. Còn đây này, ông di chuyển từ trên đường kia xuống đây là cái giữa cái nương này dốc như thế này các bác nhé. Đấy, đây ông làm đây. Ông làm mới lại đi ra kia đào từng ít đất một, chuyển từ kia về đây cho vào điệu, cho vào đây ông bắt đầu mới dã. Ôi trời, để nói là quá không phục ông luôn đấy. Em ơi, Tiến ơi, em ạ, cu kia không được động vào cái đấy nhá, hỏng đấy. Hỏng đấy, không được động vào cái đấy đâu. Ông phải 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 bảo nó ông nhá. Không, nó nghịch là không được đâu. Tối là đây lắp vào đây tối sáng trưng. Ôi trời, để các bác thấy cổ kỳ không? Cổ không? Bộ ở cái chỗ nào mà cho nó chắc chắn nha Tiên ơi. Đấy mà ông chân cột này mà ông còn treo để che bạt đấy, làm cái tổ ấm của mình như thế này. Như cái trường hợp của ông này, nếu mà không được các bác thương cũng như là giúp đỡ thì Vương cũng không biết là như thế nào nữa. Đấy, Vương cũng không biết là phải như thế nào nữa, phải truyền tải ra làm sao nữa.
những cái hoàn cảnh khác thì cũng còn chưa thực sự là đến nỗi đấy, được các bác thương, các bác hỗ trợ rất là nhiều đấy. Mạnh Thường Quân hỗ trợ rất là nhiều à, nhưng mà như những cái hoàn cảnh cụ thể như ông Vành đây như thế này, mà từ hôm Vương ghi hình đến bây giờ thì cũng chỉ được khoảng hơn 2 triệu ấy, 2 triệu tư thôi. Mà đây là một cái trường hợp mà quá là đáng thương, quá là khổ mà lại còn có cái nghị lực ở trong cái cuộc sống. Đấy. Ui giời. Người bình thường đi còn như thế này. À, ông đang làm để cho nó bằng à? À. Bây giờ mà có một chút ít tiền này giúp ông làm một cái lều nhỏ nhỏ để ông đỡ khổ. Dây có đủ dài không? Đủ thoải mái. Khoảng bao nhiêu mét này anh xem nào? Dài em treo lên hẳn cái dây cột này em ơi. Không, em lấy cái dây em buộc. Nhưng mà buộc làm sao là cái mặt này nó phải ngẩng lên trời nhá. Vâng. Đấy đấy, đúng như thế. Nó phải tầm này. Ờ. Tầm cái này là ok này nhỉ? Ờ, cho nó ngửa lên trời để nó tiếp... tiếp ánh nắng càng tốt ấy, thì là điện nó lại càng mạnh. Không được giật cái dây này nhá. Ui giời, đái luôn đây. Ê trên này. Tí nữa em xuống kia em chỉnh cho nó quắp xuống một tí đi ạ. Vâng. Ờ. Xong rồi xuống bật, lúc đấy là mua là thử rồi các bác. Bởi vì là cái đồ mình mua là mình cũng vẫn phải thử ấy. Thử cho nó sáng rồi mới mang vào. Lỡ như nó xảy ra cái gì ấy thì mình cũng còn biết đổi luôn ở đấy. Đấy, quần áo thì phơi. Phơi như này. Ui. Đây, phơi như này. Xong rồi còn vứt luôn cả vào những cái cây này này. Đây này. Ở đây ở trong rừng đấy các bác nhé. Đấy, khu dân cư thì ở bên kia thì nó cách một cái con suối tận sang tít bên kia. Từ đây sang kia thì không sang được. Đấy, đấy, từ cái nội dung trước mà Vương đến đây và ngày hôm nay Vương quay lại thì ông giã được một cái hàng. Một cái hàng này thì nó như kiểu là cái dầm của cái nhà ấy các bác này. Các bác nhìn thấy nó có vết ở kia, các bác nhìn nó rõ. Ở đây đúng là làm như kiểu một cái lò trú ẩn. Đây. Cái ấy rồi, cái khiển rồi, mang vào đây anh xem nào. Đấy, còn bà vợ đây. Đang nướng ngô đây. Chị ơi, ê, ê, đi ra bụi. Lúc nào cũng cười tươi, phấn khởi như thế này đó, có biết cái gì đâu. Đâu, cái khiển đâu, đưa anh nhé nào. Đấy. Ông thì ở trong này, ông đang làm cái gì trên đấy, là lấy cái vỏ cây để lát à?
À kia ông đang lấy cái vỏ cây để lát đi. Lấy cơ. Đấy. Ổ này đây. Cầm xuống. Ê, đừng đưa cho nó. Đưa cho nó là chứ nó làm hỏng cái thằng này. Đây cái khiển đây rồi. Đấy. Cái thằng này nó bò đây này. Nhẵn hết cả cái chỗ này ra ở đây này. Tí nữa phải dậy ông. Em mang cả mắm muối, mì chính, tất cả đồ lúc ấy anh em mình mua mang xuống đây đi. Đây các bác nhá. Đây. Đây on. Đấy, sáng rồi nhá, đây nhá. Đấy, quay lên video này nó hơi bị chớp chớp. À, bây giờ không chớp vào đây. Đây là ập là tắt này. Ập tắt này. Đấy, on lại bật này. Đấy, bây giờ sáng chưng chưng rồi. Có thích không? Bà có thích không? Có thích không? Thích không thì nói tiếng Mông như nào hả ông ơi? Nói là nhạ. Hả? Nhạ. Là nhạ. Thế bà có nhạ không? Đấy, cứ lẩm bẩm thôi, không biết cái gì được. Đây, đấy. Này, bác thấy có khổ không? Không được nghịch nhá. Phải ngoan ngoan để bố dượng còn nuôi lớn nhá. Sau này còn bố còn được nhờ. Không có một cái gì đâu các bác. Cái bon này thì chả biết là mang về để ăn hay là như thế nào đấy. Cái này không biết là cái này mang về ăn này hay cho trâu đấy hả ông? Cái bon này này. À. Vẫn ăn á, nhà ông vẫn ăn à? Ui giời, ông bỏ ông vẫn ăn cây bon này. Đấy, cái nồi dưa chuột là muôn thuở đây các bác nhé. Lần nào Vương vào cũng chỉ nồi dưa chuột này thôi. Đây, cơm nấu mèn mén. Đấy. Cái chỗ ngủ không có này các bác. Đây, tắt cái đèn này đi nào. Tắt cái đèn này đi. Không, tí nữa ông về đây thì mình chỉ cho ông. Cái khiển này phải cất chỗ nào, cái thằng bé cái nó nghịch lắm. Đây, chắc để tạm vào đây đi. Đây, đây, để tạm vào đây đã. Tí nữa ông xuống thì chỉ cho ông. Ôi. Bác á, chú rồi. Đấy, lấy cái đồ mắm muối mì chính tất cả mọi thứ rồi mì tôm giấc mang xuống đây. Không thì ông ơi, ông đi xuống đây đã, ông đi xuống đây để con chỉ cho ông làm đã, để ông biết. Hay bây giờ là có điện rồi. Cái này là trời mưa trời nắng là kệ nó nhá, không không phải cất đâu nhá. Trời mưa trời nắng kệ nó. Không không kệ, trời mưa cũng kệ nó, không cần phải cất đâu. Cái loại này là nó ở ngoài trời đấy, kệ nó. Lấy đồ xuống đây đi. Không. Ừ, đây này sợ trộm cắp, ông ở sợ trộm cắp, người ta ăn trộm mất. Thế là tí là ông lại đi lên kia vác cái kia về hết à? À. Chú mang xuống đây đi. Cái thằng bé kia nó biết cái gì đâu. Còn một thùng nữa cơ mà. Mang xuống đây hết đi. Ăn của Lê An đấy, mấy của xã của Lê này. Dưa,
Ta bảo mang cái đồ kia xuống đây hết cơ mà Tiên này. Sao mỗi lúc phải mang một gói một đấy thế này? Ừ. Đây ông này. Đây con của ông này. Đây. Đây ông bấm cái nút on nhá. Nếu mà mở sáng này, cái nút on này, ông nhìn thấy chưa? Cái nút on này này. Ở bên dưới cái nút đỏ này này. Đấy ông bấm phát là nó sáng. Đấy. Còn nếu mà ông mà tắt đi nhá. Tắt đi là cái chữ nút up này. Ở bên cạnh bên phải này. Đây ông bấm vào cái chữ up này nó lại tắt đi. Đấy. Còn chỉ có hai ấn hai cái nút này thôi. Còn những cái nút khác là không ấn nhá. Là cứ kệ nó như thế thôi. Còn nó nháy nháy như cái kia là nó báo là pin nó đang sạc. Cứ như thế thôi. Cứ tối đến này, bao giờ tối là mình bật cái này cho sáng. Xong là sáng nhà tắt đi như này thôi. Đấy, thì ông cất đâu ông cất đi nhá. Còn cái này là nó sáng hơn. Đấy, cái chỉnh cái tăng giảm này nó sáng hơn. Đấy đấy. Đấy, tối dần. Đấy. Đâu đồ đâu, tất cả đâu mang vào đây. Đây. Là có cả cá khô chứ ông nhá. Đấy, mua cho ông hơn 2 cân cá khô. Cá khô em bỏ ra đây để cho bà ấy mang đi chứ. Đấy, cá khô đây. Đây, mắm muối mì chính rồi bột giặt dầu rửa bát. Cái này là cái dầu ăn nhá. Ông chắc là từ trước đến giờ có dùng xà phòng không ông? À vẫn dùng gì? Đấy, dầu rửa bát này. Cái này là xà phòng này. Cái này là muối. Đấy bà con trên này này. Dầu ăn nhá. Mình xào thức ăn đấy. Đấy cứ bỏ ra đấy để tí nữa bà khác mang đi cất. Thế còn bây giờ thì ông chia cho bố à? Chia cho bố một tí. Cho bố mấy cái nào. Ông ăn thế. Đấy là cái kẹo gì cũng không biết tên. Nhưng ăn nó chua chua. Ui ôi, đấy như các bác có thể nhìn thấy đây. Chất bếp lên là bây giờ là gần như là trong này là sắp bị ngạt khói đến nơi ở đây này. Như các bác có nhìn rõ không ạ? Đây khói đây. Ô ông mà, ông ơi. Ông mà lại lát cái này vào nữa thì nếu mà ở dưới này làm sao thở được. Khói quá. Ôi khổ quá các bác ạ. Đấy, bà cứ lẩm bẩm như thế thôi. Ông ơi, ngày mai con với ông sang bên nhà vợ cả ông chơi một tí được không? Vâng, con cũng muốn sang đấy để hỏi thăm bà một tí ấy. Đấy, để cho các bác cũng được xem luôn. Đấy, thì con về đây ghi hình cái hoàn cảnh của ông như này thì cũng rất là mong là sẽ được mọi người giúp đỡ cho ông nhá. Vâng. Đấy thì ông thì quá khổ rồi các bác nhá. Đấy mì tôm là 2 thùng, còn 1 thùng nữa đâu Tiên ơi. À kia. Kia 1 thùng nữa đấy kia. Đây 1 thùng. Ui. Gọi cũng không thưa. Ui giời. Này không biết là vâng ông để ơi, ông để đấy, ông để đấy, ông nọ ông cho nửa bao rồi. Vâng ông cứ để đấy, ông cứ để đấy. Con đang không có tay để cầm ấy. Đấy quá thấy chưa. Ơi hồn nhiên và yêu đời. Ui khói quá, chắc phải đi ra ngoài thôi. Sắp ngạt khói ở trong này rồi. Ui. Này đúng là như cái kiểu cái lô cốt đấy các bác. Cái lô cốt.
Không. Vâng vâng vâng, ông cứ để đấy, ông cứ để đấy. Ui ôi. Nhìn thấy ông khổ quá, đáng thương quá các bác ạ, mà Vương cũng chả làm cái gì giúp được. Chỉ biết kết nối như thế này thôi. Ông đi lấy cái nặng à? Đấy, một mình ông khắc tự giã ở bên kia các bác nhé. Đấy, cụt chân như thế kia các bác nhìn thấy có nguy hiểm không? Xong rồi đi lấy cái vỏ cây này về để mà mình để ông che bên trên ấy. Bây giờ lắp được cái đèn năng lượng mặt trời này thì có điện rồi, tối là có cái để thắp sáng rồi. Ông này cứ mời ăn dưa các bác nhé, ăn dưa chuột. Ông đi khỏe thế. Nhìn ông đi khổ lắm các bác. Cái vỏ cây này ông bóc ở tận trên đồi cái xuống à? À. Tường thì bằng đất các bác. Cái chỗ cái mái thì lấy cái vỏ cây như này. Cẩn thận phi vào bố bây giờ. Quá khổ các bác. Thật đấy, đấy cái bà vợ thì bà ấy bị như thế cũng chả giúp được cái gì. Thế ông cứ túc tắc ông nhá. Ừ. Con xin phép con đi về. Ừ. Một hai hôm con lại lên nhá. Quá khổ các bạn. Bye bye.